bác không biết đường đi chỗ đâu. Hello, xin chào mọi người khỏe không ạ? À? Hôm nay ngày thứ bảy trời mưa quá. Nâu cũng khoảng gần 2 năm rồi. Anh chị em bên gia đình ông xã hôm nay mới đi tụ tập gặp nhau nè. Rồi đi về trên đường đi market này, xa xa kia này những cuộn cỏ nó khô á, họ cuộn lại để mùa đông cho bò ăn nhé các bạn. Có những con ngựa kìa, rất là dễ thương luôn. Đường này đường David, đường đi New Market, đi về hướng ít của New Market đến nhà cô Thủy à. Hôm nay trời mưa cũng không có kẹt xe chỗ đường này mấy. Xa xa nhìn cái con vịt tre. Đi ra đường chơi nó không đi, không không khe ai. Ai phải ngừng xe này để cho con vịt đi trước. Giá thủy này khen nhà đẹp quá. Hai quay để qua bay tư hai cái buông cái này là xe và lấy xe đông lấy nhỏ cái cơ này xe nhỏ luôn nhỏ. Ok cái thùng nhà cho con hả? Cảm ơn. Cho con đồ thùng với ai. Khu nhà này nhà nào cũng to bự quá ha. Nhiều cây. Đằng sau bác ra, đằng sau đó, vườn này. Ở đây là cái của anh bao ba. Nó 21, nó 21. Nàng nó đúng con luôn, nàng cái nàng nó không phải nhà xì không? Dạ, mày làm đặt có cái biết luôn phải không? Có cái biết dài nè. Cái gà nướng này, biết tên yêu nướng này. Mấy cái này là nói gì? Đi vô trong nhà. Ở ngoài mát. Tôi lên đó. Dạ. Rất là đẹp. Nó smooth. Để cho ai lấy cho mấy cháu trai. Thì bồi. Cái này tên gì nhỉ? Con tên gì? Con tên Tina. Tina, xinh gái nhỉ? Tina ăn gì đó? Con ăn bún. Ăn bún à? Con tên gì? Tên Tina. Tên gì? Tên Tina. Con tên gì? Con tên là Rain mà. Con đang ăn
dưa leo, bún. Bún gì nữa? Bún mặt bún. Mắm nem, cái trái giò. Ô, rồi quá trời đó. Đồ nó nói rồi chưa? Nó nên làm gì? Bún làm gì? Làm lớn lên bún làm gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chưa? Chứ không chích ngừa nó không cho vô đâu. Ủa ai? Ragapore không cho vô. Nó cái chỗ mà gần nhà em thì nó cho vô, còn ở trong Ragapore. Nếu mà chiếc thứ ba anh có chiếc không? Không, thứ bảy tức là 6 tháng sau phải là thằng xuống bay sầm bần mấy đứa nhỏ đang chơi gì này. Hai cái em đang chơi đánh bài. Cái heo hai khỏe không? Cái heo khỏe không? Con khỏe không? Dạ. Dạ. Cái heo đẹp trai nhỉ? Nhiều khi nó cứ đơn giản. Của chân là siêu trắng. Nó phiêu, phiêu lên đủ bụng. Ăn rồi, ăn rồi. Mai ngủ vậy, sáng mai ngủ vậy bỏ lên, ôi dồi ôi chịu phiêu. Dạ.
không có gì khó khăn này. Ê, ông không thấy ở Việt Nam á lâu. Khó à. Rồi mấy cái thằng đó nó môi son má phấn mà nó không thích cái nằm mà nó có khỏe phát cái gì bác à? Chị cái này tâm tư sơn đó nó cứ coi nó là chị em nhìn mà nó nói cho mình nhìn nó cũng mở cao mình muốn xỉu luôn để trong mặt có bên trái nó hai cô à sân sớm mà má cao sân sớm mà má cao tôi à trời nó môi son má phấn nha nhưng mà nó mặt không chút gì mà nó khoe body gì đó mà nó nằm dài bác bên bao nhiêu tuổi rồi bác? Bao nhiêu tuổi rồi? Bà bao nhiêu tuổi rồi? Chú ai về chín chục rồi. Dạ dạ. 88 rồi. Bác khỏe. Khỏe. Cháu ngoại không à? Chinh không, tai không. Cái sung cũng hết. Mà già vui lắm. Hôm nào lên đây chào bác nhà xin hôn. Đi casino chở bác, chở bác đi xuống in được gần nhà con, xong rồi chở bác xuống gặp bà luôn. Trời ơi trời, chắc khổ nhở. Bác cứ chết xong chết luôn. Bác không biết đường đi chỗ đâu. Biết đường đi. Cái nào à? Cái thằng Trương á. Chưa mới nói là ở Ram Bà ở bên đội trưởng cái thằng Bèo còn thiếu mấy cái đèn chưa có tiền kìa bắt không bắt gắn bà già trả lời chứ không sao vui là chính.